hồng các bạn này, hồng này, trắng này, trắng này, trắng này. Con đá phong thủy nhà sàn Thái Nguyên xin chào các bạn. Đang là buổi tối các bạn ạ. Anh em giới thiệu bạn một cục đá thanh thô nha các bạn này. Đây là bộ đá thô để trấn trạch, tạo ra năng dương trong kiên gia phong thủy ưa dùng và nhiều gia chủ rất thích các bạn này. Một đá thô thạch anh thô tự nhiên khá nhiều gia chủ thích. Chơi đá phong thủy giúp các bạn gần gũi thiên nhiên, làm cho tâm hồn thanh cao và sang trọng. Giàu thì chơi vàng, sang thì chơi đá. Nếu nhà cô bác chưa có cục đá nào, các cô bác thử nghiệm đặt một cục đá phong thủy ở trong nhà sẽ thay đổi. Anh em nhà sàn nằm ngay thành phố Gian Bình Dương, cách Sài Gòn 10 km. Nếu có dịp mời cô bác ghé thăm anh em nhà sàn Thái Nguyên, uống nước lá vối và ngắm những cục đá phong thủy và có những món quà gửi tặng anh em nhà sàn Thái Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại.